Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay, ngày 18 tháng 12. Sau đây là những tin tức thời tiết chính sẽ có trong chương trình. Bắc Bộ rét buốt, có nơi chỉ hơn 1 độ C, đợt rét hại kéo dài đến khi nào? Biển Đông sắp đón bão, công điện chỉ đạo ứng phó được ban hành. Australia khuyến cáo người dân sơ tán đề phòng lũ lụt. Mở đầu bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay là những thông tin cập nhật về tình hình thời tiết khu vực Bắc Bộ với khối không khí lạnh mạnh bao trùm. Miền Bắc đón đợt rét đậm diện rộng đầu tiên trong mùa đông năm nay, nhiệt độ giảm mạnh, nhiều nơi dưới 10 độ C, trong đó có Mẫu Sơn, Lạng Sơn chỉ 1,2 độ C. Nhiệt độ quan trắc lúc 7 giờ ngày 17 tháng 12 tại Mẫu Sơn, Lạng Sơn là 1,2 độ C, Sapa, Lào Cai là 7,7 độ C, Đồng Văn, Hà Giang là 5,8 độ C, Trùng Khánh, Cao Bằng là 6,5 độ C, Ngân Sơn, Bắc Cạn là 7,8 độ C. Hà Nội nhiệt độ giảm sâu, thấp nhất tại trạm Hoài Đức đo được 12,5 độ C. Các trạm khác là Ba Vì, Sơn Tây, Láng, Hà Đông nhiệt độ lần lượt là 12,8 độ C, 13,1 độ C, 12,8 độ C và 12,6 độ C. Một số nơi nhiệt độ xuống dưới 10 độ C như Mộc Châu, Sơn La chỉ 8,4 độ C, Tam Đảo, Vĩnh Phúc là 9,5 độ C, Nguyên Bình, Cao Bằng là 9,4 độ C, Lạng Sơn 7,8 độ C, Bắc Sơn, Đình Lập, Lạng Sơn cùng 8,5 độ C, Lục Ngạn, Bắc Giang 9,9 độ C. Theo chuyên gia khí tượng thủy văn, Mẫu Sơn, Lạng Sơn trong đêm khả năng có băng giá. Cùng với đó, các đỉnh núi cao ở Lào Cai cũng như vùng núi phía Bắc có thể xảy ra mưa tuyết, băng giá. Ảnh hưởng của không khí lạnh hiện nay, Bắc và Trung Bộ đã có mưa, mưa vừa, cục bộ có mưa to. Các tỉnh thành từ Quảng Trị đến Đà Nẵng mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Ước tính từ 19 giờ ngày 16 tháng 12 đến 8 giờ ngày 17 tháng 12, có nơi trên 90mm như Bến Quang, Quảng Trị 117mm, Hồ Hòa Mỹ, Thừa Thiên Huế 188,8mm, Hòa Ninh, Đà Nẵng 129,8mm, Quế Sơn, Quảng Nam 92,6mm. Ngay sau đợt không khí lạnh này, khoảng đêm 18 ngày 19 tháng 12, nước ta lại đón thêm đợt không khí lạnh tăng cường khá mạnh. Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ tiếp tục chìm trong rét đậm kéo dài nhiều ngày. Vùng núi Bắc Bộ rét hại. Thời tiết cũng được dự báo khả năng xảy ra mưa tuyết và băng giá. Tiếp theo sẽ là những cập nhật về tình hình thời tiết chung trên ba miền trong ngày hôm nay, 18 tháng 12. Bắc Bộ có mưa vài nơi, riêng đêm nay và sáng ngày mai 19 tháng 12 có mưa, mưa nhỏ rải rác, trời rét đậm, vùng núi rét hại, vùng núi cao có khả năng xảy ra mưa tuyết và băng giá. Trung Bộ từ đêm nay ngày 18 tháng 12, ngày mai 19 tháng 12 có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, trời rét đậm. Nam Bộ đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Ngay sau đây sẽ là dự báo chi tiết cho các khu vực trên cả nước. Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, gió nhẹ, trời rét đậm rét hại, vùng núi cao có khả năng xảy ra mưa tuyết và băng giá. Nhiệt độ thấp nhất từ 12 đến 15 độ C, có nơi dưới 9 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 15 đến 18 độ C, có nơi trên 18 độ C. Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, trời rét đậm, vùng núi rét hại, vùng núi cao có khả năng xảy ra mưa tuyết và băng giá. Nhiệt độ thấp nhất từ 11 đến 14 độ C, vùng núi từ 7 đến 10 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 15 đến 18 độ C. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi, phía Nam đêm có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Ngày có mưa, mưa rào rải rác, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Phía Bắc trời rét đậm, phía Nam trời rét. Nhiệt độ thấp nhất phía Bắc từ 14 đến 17 độ C, phía Nam từ 17 đến 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc từ 18 đến 20 độ C, phía Nam từ 21 đến 24 độ C. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, nhiều mây, phía Bắc đêm có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Ngày có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Phía Nam đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to. Ngày có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc từ 25 đến 28 độ C, phía Nam từ 29 đến 31 độ C. Khu vực Tây Nguyên có mây, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 đến 21 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 30 độ C. Nam Bộ có mây, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ C, có nơi dưới 23 độ C.
nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ C, miền Đông có nơi trên 34 độ C. Quần đảo Hoàng Sa có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh, sóng cao từ 4 đến 6 mét. Quần đảo Trường Sa có mưa rào rải rác và có nơi có dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5, riêng vùng biển phía Tây cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động, sóng cao từ 2 đến 4 mét. Ngay sau đây sẽ là dự báo thời tiết cho 5 thành phố chính trong đêm nay và ngày mai. Thủ đô Hà Nội nhiều mây, âm u, có mưa nhỏ vài nơi, trời rét, nhiệt độ từ 15 đến 18 độ C. Thành phố Vinh nhiều mây, có mưa vài nơi, trời lạnh, nhiệt độ từ 19 đến 22 độ C. Thành phố Huế có mưa vừa đến mưa to, nhiệt độ từ 22 đến 23 độ C. Thành phố Đà Nẵng nhiều mây, có mưa, nhiệt độ từ 23 đến 26 độ C. Thành phố Hồ Chí Minh nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ C. Tiếp tục bản tin là những cập nhật về diễn biến thời tiết, khí hậu và môi trường đáng chú ý khác. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 17 tháng 12, một cơn bão có tên quốc tế là Jelawat đang hoạt động ở vùng biển phía đông nam miền nam Philippines. Hồi 13 giờ, vị trí tâm bão ở vào khoảng 7,8 độ Vĩ Bắc, 128,6 độ Kinh Đông trên vùng biển phía đông nam miền nam Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, từ 62 đến 74 km/h, giật cấp 10, di chuyển theo hướng Tây khoảng 20 km/h. Theo cơ quan khí tượng, bão Jelawat mới hình thành và có khả năng đi vào Biển Đông trong 48 giờ tới. Tuy nhiên, nhiều khả năng bão không giữ được cấp 8 khi đi qua miền nam Philippines. Với việc không khí lạnh còn được bổ sung liên tục, cơn bão áp thấp nhiệt đới này có rất ít cơ hội vào tới đất liền nước ta. Vùng biển phía đông nam khu vực giữa Biển Đông và phía đông bắc khu vực Nam Biển Đông từ đêm 18 tháng 12 có gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 8, biển động. Vùng biển phía đông nam khu vực giữa Biển Đông và phía đông bắc khu vực Nam Biển Đông, sóng biển cao từ 2 đến 3,5 mét. Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai, Văn phòng Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn ban hành công điện số 19 CDQZ hồi 14h30 ngày 17 tháng 12 năm 2023, gửi Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố, ven biển từ Quảng Bình đến Kiên Giang, chủ động ứng phó với diễn biến của bão, áp thấp nhiệt đới. Ngày 17 tháng 12, nhà chức trách Australia khuyến cáo hàng nghìn người ở bang Queensland, miền Bắc nước này, sơ tán đến những vùng đất cao hơn để phòng ngừa nguy cơ lũ lụt do mưa lớn. Chính quyền bang Queensland cho biết tình trạng ngập úng trên diện rộng ở một số vùng ngoại ô thành phố Cairns, cách thủ phủ Brisbane của bang khoảng 1.700 km về phía Bắc. Cơ quan cứu hỏa và dịch vụ khẩn cấp bang Queensland khuyến nghị người dân nhanh chóng di chuyển đến những vùng đất cao hơn do mưa lớn khiến chiều cường tiếp tục dâng cao. Cơn bão nhiệt đới Jasper đã đổ bộ vào bang Queensland trong tuần qua, gây mưa lớn và lũ lụt, khiến hàng chục nghìn người rơi vào cảnh mất điện và buộc phải sơ tán. Cơ quan thời tiết Australia cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét nguy hiểm ở thành phố Cairns và dự báo mực nước sông có thể vượt đỉnh lũ kỷ lục năm 1971 là 4,1 mét trong ngày 17 tháng 12. Nhà chức trách địa phương cho biết mưa lũ có thể gây gián đoạn các dịch vụ điện, nước, thoát nước và viễn thông. Lũ lụt thường xuyên xảy ra ở miền đông Australia trong những năm gần đây do ảnh hưởng của hiện tượng La Nina kéo dài bất thường. Trong năm 2022, lượng mưa kỷ lục đã gây nhiều đợt lũ trên khắp Australia. Mưa lũ vào tháng 3 và tháng 10 năm ngoái đã khiến hàng chục nghìn người sinh sống dọc vùng bờ đông nước này phải sơ tán. Australia hiện đang bị ảnh hưởng bởi hiện tượng El Nino gây ra các hình thái thời tiết cực đoan như cháy rừng, lốc xoáy, hạn hán và nắng nóng khắc nghiệt. Thưa quý vị, đến đây thời lượng của chương trình đã kết thúc. Những thông tin dự báo thời tiết tiếp theo sẽ có trên kênh của chúng tôi vào chiều tối nay, ngày 18 tháng 12. Xin mời quý vị và các bạn chú ý đón xem. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.